Xin chào các bạn quay trở lại video tiếp theo của tôi. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái video đó chứ. Đánh nhằng bằng lọ mắm tôm này. Ok. Đây là lọ mắm tôm này. Đây là bàn chải đánh nhằng. Ok. Đây tôi sẽ thực hiện đánh nhằng bằng cái lọ mắm tôm này xem nó như thế nào. Ok. Mùi hơi kinh. Ok, thử xem. Ok. Đấy. Bây giờ tôi sẽ phải lấy nước ạ. Đây là chai nước. Phải có chai nước dự phòng. Ok. Bây giờ tôi sẽ thử đánh nhau như thế nào nhé. Thử nhé. Mặn quá. Tành quá. Tành vãi. Thử thách này hơi hơi khó chơi. Này, tành lắm. Chịu. Thôi. Cái này là nước lọc. Đánh với mắm tôm mình nó tành quá. Wow. Không biết được mùi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nha. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ tôi nha. Nhớ đấy, ấn đăng ký ủng hộ tôi. Tôi đi xử lý nha. Tành quá. Làm ra rồi hết được mùi tành quá.